Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Quy Ruby nha anh chị em. Trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Thì nhân dịp tháng này thì cuối tháng 9 thì bên em sẽ cập nhật một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì đợt này với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Thì chương trình được áp dụng từ ngày 26 tháng 9 2024 đến ngày 28 tháng 9 2024 anh chị em. Thì dòng đầu tiên á, bên Nguyễn Quy Ruby muốn cập nhật và gửi đến cho anh chị em chơi, đó là dòng Dumbo Coin là Bit E tiện giống. Thì Dumbo Coin Latium Bit E tiện giống á, thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 100k một cặp. Nếu anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 450k thôi. Thì anh chị em thấy tay bơi Bit E chào bá bự không? Đầu chống máy đều lên đầu câu hết trơn anh chị em. Nếu anh chị em lấy 6 cặp á, thì anh chị em sẽ được hỗ trợ free ship Dumbo Coin Latium tiện giống, chỉ có 100k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp là 450k. Thì chống máy đều lên đầu câu hết trơn anh chị em. Tay bơi là dạng tay bơi Bit E luôn. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Full Ron Ribbon Full Option tay bơi bớm tiện giống. Thì Full Ron Ribbon Full Option tay bơi bớm tiện giống á, thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 150k một cặp. Nếu anh chị em bắt combo 3 cặp á, thì chỉ có 400k thôi. Nếu anh chị em thì anh chị em thấy lưng là một màu vàng ống ánh không, tay bơi là tay bơi bớm full gần tới cái bản đuôi của nó luôn chị em, trọng râu cái gíp bông của nó cực kỳ đẹp luôn. Thì đây là em quay con cá mái của con Full Ron gíp bông á, trống thì em không có quay. Thì Full Ron gíp bông full option tay bơi bớm tiện giống chỉ có 150k một cặp thôi. Nếu anh chị em lấy combo 3 cặp á thì anh chị là 400k, mà anh chị em lấy combo 4 cặp á thì anh chị em đã được hỗ trợ free ship rồi. Thì bên em nhận hàng cho anh chị em kiểm tra hàng thoải mái, với điều kiện là anh chị em kiểm tra hàng á thì anh chị em quay video giúp Nguyễn Quy Ruby từ lúc anh chị em khui thùng đến lúc anh chị em nhận hàng. Nếu cá nó có vấn đề gì thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị em, nên chị em cứ yên tâm vấn đề đó. Không thì tiếp theo em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Dumbo Bit E Latium tiện giống. Thì Dumbo Bit E Latium tiện giống á, thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 70k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 300k thôi. Thì anh chị em thấy lưng là lưng full Latium không, tay bơi là tay bơi Bit E bự chà bá luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, giá nó cũng cực kỳ mềm luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn cho bên em. Thì bên em cũng trời này đang mưa anh chị em, thì anh chị em thông cảm nó cũng bị hơi bị ồn xíu. Dumbo Bit E Latium tiện giống. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng xanh BDS Hắc Môn nha anh chị em. Thì rồng xanh BDS Hắc Môn á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Thì anh chị em thấy con rồng xanh BDS, cái bản đuôi BDS Hắc Môn có nó cực kỳ đẹp không, số lượng cũng cực kỳ nhiều luôn anh chị em. Rồng xanh BDS Hắc Môn chỉ có 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng xốp để anh chị em chơi và không tính tiền thùng xốp. Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng và có chính sách bảo hành đối với kênh của Nguyễn Quy Ruby, nên chị em cứ yên tâm về vấn đề đó. Rồng xanh BDS Hắc Môn chỉ có 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Blue Coin Snakeskin. Thì Blue Coin Snakeskin á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 150k một cặp. Anh chị em bắt combo 3 cặp á, thì chỉ có 400k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn chị em ơi. Đầu của nó là có hai màu á, thì là màu xanh dương và màu xanh lam á anh chị em. Thì chống máy đều lên đầu cực kỳ đẹp luôn. Thì thân mình của nó ngắn sọt, ú nu ú na luôn anh chị em. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh có bên trại cùng Nguyễn Quy Ruby, với các dòng cá Molly Sọt Latium tiện giống rồi đó. Thì anh chị em có nhu cầu muốn mua thì có thể coi tới cuối video, để bên Nguyễn Quy Ruby sẽ lên và báo giá cho anh chị em các dòng đó. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng đỏ BDS Hắc Môn. Thì rồng đỏ BDS Hắc Môn á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo, hoặc là điện trực tiếp với ông cũng được.
số này em cũng đang sử dụng anh chị em, rồng đỏ BDS Hắc Môn chỉ có 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 350k thôi, số lượng cực kỳ nhiều, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Số này em cũng đang sử dụng thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi và không tốn tiền thùng shop. Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng và có chính sách bảo hành đối với kênh của Nguyễn Quy Ruby nha anh chị em. Thì đây là con cá mái của con rồng đỏ BDS Hắc Môn nè, size cũng là size sinh sản luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Số này em cũng đang sử dụng anh chị em. Thì đợt này với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 2024 anh chị em. Với điều kiện là anh chị em đăng ký kênh kèm giúp Nguyễn Quy Ruby. Thì số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng coi Get Air. Thì coi Get Air chỉ có 60k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi. Tính ra nếu chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 50k một cặp thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Coi Get Air chỉ có 60k một cặp thôi anh chị em. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Thì chống máy nó đều lên tay bơi hết, cực kỳ đẹp luôn. Giá cực kỳ mềm luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Số này em cũng đang sử dụng luôn. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby, cực kỳ đơn giản dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh Nguyễn Quy Ruby. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Moly Sọt đuôi Latium đuôi én mắt đen. Thì Moly Sọt Latium đuôi én mắt đen á, thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, 80k một cặp anh chị em, chống máy cực kỳ đẹp luôn. Thì đợt này bên em có cập nhật cho anh chị em chơi, đó là Moly Sọt Latium đuôi én mắt đỏ luôn. Thì chút xíu sẽ cập nhật lên cho anh chị em. Đây là con Moly Sọt Latium đuôi én mắt đen. Thì anh chị em muốn phân biệt chống máy này cực kỳ đơn giản, là anh chị em nhìn dưới cái hậu môn của con cá Moly á, con trống thì nó dài, con mái thì ngắn anh chị em, cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Moly Sọt Latium đuôi én mắt đỏ. Thì Moly Sọt Latium đuôi én mắt đỏ thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 120k một cặp. Thì size của nó cũng là size to nên giá nó cũng mềm cho anh chị em chơi luôn. Thì Moly Sọt Latium đuôi én mắt đỏ chỉ có 120k một cặp thôi anh chị em, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Số này em cũng đang sử dụng lên chị em ơi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ, siêu mềm, siêu rẻ bên em luôn. Đó là Amino Sivalo nha anh chị em. Thì Amino Sivalo là dòng cá này, là dòng cá 7 màu mắt đỏ. Thì nó cũng giá cũng mềm cho anh chị em chơi luôn, là chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Chống máy nó đều lên tay bơi, cực kỳ đẹp luôn anh chị em. Thì đây nè, em quay hồ kiến cho anh chị em nè, xem nè, cái bảng đuôi BDS Hắc Môn cực kỳ đẹp không? Số lượng cực kỳ nhiều luôn anh chị em ơi. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp cho em cũng được. Amino Sivalo chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á là 250k, nếu đợt này anh chị em bắt này 10 cặp á thì là 500k. Thì anh chị em sẽ được hỗ trợ free ship. Thì chương trình hỗ trợ free ship áp dụng cuối tháng 9 này dành tặng cho anh chị em là từ ngày 26 tháng 9 2024 đến ngày 28 tháng 9 2024 anh chị em. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng tím màu sắc. Thì rồng tím màu sắc á chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi. Tính ra là chỉ có 50k một cặp thôi nếu chị em bắt combo 5 cặp. Thì một màu tím màu sắc cực kỳ đẹp luôn, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là sử dụng điện cho em. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, được mang tên là Blue Tarzan anh chị em. Thì Blue Tarzan chỉ có 40k một cặp thôi anh chị em, bắt combo 5 cặp thì chỉ có 150k thôi. Tính ra là chỉ có 30k một cặp đối với anh chị em bắt combo 5 cặp. Thì anh chị em thấy màu xanh trống của nó, đầu màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nó không, cực kỳ đẹp luôn.
số lượng cực kỳ nhiều luôn anh chị em. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh. Nếu anh chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh á, thì có thể coi tới cuối video để bên kênh của Nguyễn Huy Ruby sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Blue Tarzan một màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em một dòng cá được mang tên hai họ, đó là Full Red Blue Air. Thì nó được lai tạo từ con Full Red BDS và con Dumbo Red Tail anh chị em, nên nó mang tên là Full Red Blue Air. Thì nó cũng chỉ có 40k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 150k thôi. Thì nó được lai tạo là nó mang thân mình màu đỏ của con Full Red BDS, tai bơi màu xanh của con Dumbo Red Tail anh chị em, nên mang tên là Full Red Blue Air. Thì size là size sinh sản luôn, giá cũng mềm cho anh chị em chơi luôn, chỉ có 40k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng coi đỏ Gene. Thì coi đỏ Gene cũng chỉ có 40k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 150k thôi anh chị em. Tại sao người ta kêu là coi đỏ Gene? Tại vì nó không có lên tay bơi anh chị em, nên nó kêu là coi đỏ Gene. Thì dòng này từ cái bộ coi Get Air ra anh chị em, không lên tay bơi thì giá nó mềm. Còn nó lên tay bơi á, thì nó cao hơn chút. Nếu chị em không có phái chơi coi Get Air thì có thể chơi coi Gene. Dòng này thì phù hợp với anh chị em mới tập chơi, giá nó mềm cho anh chị em chơi luôn. Chỉ có 40k một cặp, mà anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 150k thôi. Thì tiếp theo á, em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá lóc vây xanh có bên trại của Nguyễn Huy Ruby. Thì lóc vây xanh á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một con. Thì anh chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh không? Dạng tay bơi là tay bơi bớm luôn. Số lượng này cực kỳ nhiều luôn nha anh chị em. Thì lóc vây xanh nó chỉ có 100k một con thôi. Giá cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này là với giá trị đơn hàng 500k. Thì bên kênh Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 26 tháng 9 2024 đến ngày 28 tháng 9 2024. Với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Huy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Thì nhờ anh chị em đăng ký kênh ủng hộ giúp Nguyễn Huy Ruby thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái đồng shop để anh chị em chơi. Thì cuối video bên kênh của Nguyễn Huy Ruby cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho em một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, một lượt bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh Cá Cảnh Nguyễn Huy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ em trong suốt khoảng thời gian qua.